xác định 32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người, gồm 17 nam, 15 nữ. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và kịp thời hỗ trợ, sáng 7 tháng 9, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, gia đình các nạn nhân. Bước đầu, mức hỗ trợ cho mỗi người bị thương là 5 triệu đồng và tử vong là 30 triệu đồng một người. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, khắc phục thiệt hại và hoàn thành sớm công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để không còn xảy ra những sự việc tương tự như trên. Được biết là bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy thì lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu sống 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ hơn 20 người thoát hiểm. Để hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Dương vất vả trong công tác cứu hộ suốt gần một ngày qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử lực lượng phương tiện cùng hơn 20 chiến sĩ cán bộ hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo ghi nhận tại hiện trường vụ hỏa hoạn, cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động Công an thành phố Thuận An vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ. Các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luân phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân của vụ cháy. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người, gồm 17 nam và 15 nữ. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.